Đúng chưa? Bây giờ đi đến Việt Nam rồi, đến Việt Nam là uống rượu đế, ăn cá lóc nướng đồ, thí dụ như vậy. Ok, uống trái dừa đồ nằm bãi biển đồ, cây dừa mẹ tới dòm lui ghét. Mẹ nguyên cái bãi biển Đà Nẵng đổ xi măng mẹ nó hết, rồi thằng nào cũng resort, hotel, bốn cục xi măng dựng lên cái đó, diễn trí. Rồi người ta đi Đà Lạt cũng vậy, người ta lên Đà Lạt là tại vì đồi thông đồ, ok, ngồi uống cà phê đồ, những cái đồi biệt thự đồ nó nằm giữa cái thiên nhiên mát mẻ. Mẹ tới bây giờ bữa nay tự nhiên lên nó dựng ba cái cục xi măng lên, gắn mấy con quỷ con ma gì vô, rồi xong bây giờ trên núi của người ta lên mẹ đổ bê tông xi măng mẹ hết, cây cối gì chặt mẹ hết, nó dựng lên. Vậy thì mắc mớ tao tới Đà Lạt làm chi, tao tới quận nhất tao vô con cà phê tao ngồi cũng giống nhau, tưởng sao. Mấy thằng kia đi lên, em đi Đà Lạt chơi, chui Đà Lạt, ổ mày uống cà phê đâu vậy? Nói, ủa chứ này này này, cũng cái miếng kiến, cũng mấy cái đèn LED chớp chớp xanh xanh đỏ đỏ, rồi cũng mẹ cũng mấy cái miếng đó, rồi đi lụm ba cái giải tầm bậy tầm bạ, vẽ lên, rồi xong để đó cái ủa gì cà phê gì là Đà Lạt đó hả? Đi mắc công mày chạy chi lên Đà Lạt vậy, mày chạy ra Gò Vấp kìa. Cũng cái quán cà phê đó, cũng cái hồ nước nhân tạo, thì cũng nước, cũng suối, cũng chảy xuống, giống nhau. Người ta tới Nha Trang là người ta chơi, Nha Trang có bãi biển vậy, có mấy cái tàu cá đồ này nọ, cái làng, sao. Tưởng như bây giờ quý vị đi nguyên mẹ, nguyên cái Đà Nẵng, chả xách xe, cái thằng gì bên Việt Nam nó quay YouTube cho tôi coi nè. Mẹ nó chạy hết luôn bãi biển đó, tôi dòm, tôi nói, ủa mày đang ở Đà Nẵng đó hả? Mới ở Đà Nẵng, ủa gì? Đâu khác nào tao ở Long Beach, California đâu. Việt Nam chỗ nào cũng xi măng hết. Bây giờ nó đem xi măng lên trên núi, nó nuôi chảnh lương mẹ. Cái nước người ta nói Việt Nam ta là du lịch, mẹ du lịch bây giờ toàn là máy chém không à. Ok, bây giờ người ta đến một lần người ta mãi mãi người ta không quay lại. Người ta đi đến Việt Nam người ta chơi là người ta chơi cái gì? Người ta đến Việt Nam người ta chơi là người ta chơi thiên nhiên Việt Nam, cảnh biển Việt Nam, có cây dừa, có này nọ, có núi đồ nằm thiên nhiên đồ mát mẻ, bơi hồ tắm chuối thắng cảnh mà tự nhiên. Chứ đâu phải người ta tới Việt Nam tại vì mấy cái cục đá, cục xi măng đó. Mẹ bây giờ thằng Đà Nẵng cũng vậy, thằng Nha Trang cũng vậy, thằng bây giờ thằng nào cũng vậy, thằng nào cũng phá núi hết. Còn mày tượng Phật đồ 800 mét đồ đó, hùng vĩ nhất Đông Nam Á. Mà người ta đi là người ta đi cái thiên nhiên. Và tôi hỏi quý vị bây giờ, tôi thí dụ như tôi nói giờ tôi ở bên Mỹ, đúng không? Được chưa? Ok, California nó sa mạc. Thí dụ như cái vùng nãy sa mạc thì thằng Disneyland, ok, họ mới xây dựng cái lâu đài giả lên, xong họ làm cái cảnh giả lên, họ đem cái cây về, họ dựng lên để cho nó có, rồi người ta đến du lịch, người ta có cái người ta chơi, người ta có thu tiền vô. Còn cái này mình có sẵn mẹ thiên nhiên, rồi bây giờ tự nhiên mắc mớ gì, tự nhiên tao bên Mỹ tao đi tới Đà Nẵng tao chơi, tới Nha Trang tao chơi, tao chui mẹ nó lên trên đó làm chi, thì cũng chuột Mickey, cũng cái lâu đài đó, tự nhiên ủa